Từ Sài Gòn chỉ cần ngồi máy bay khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ là tới thủ đô Bangkok của Thái Lan. Nơi đây có nhiều điểm tham quan, vui chơi cả ngày lẫn đêm, phù hợp với các bạn trẻ. Đặc biệt là giá cả, chi phí, mọi thứ cũng như ở Sài Gòn. Có những món hàng hay thức ăn cũng rẻ hơn. Xin chào mọi người. Mọi người biết đây, những ngày tháng vẫn còn để chào đón năm mới. Chúng tôi quyết định làm một chuyến du lịch chấp ngang khám phá thủ đô Bangkok của Thái Lan. Mình đi chơi ở đâu nha? Hôm nay là cuối tuần, thứ bảy thì mình nên đi chợ chắc thu chát đi. Cái chợ đó cũng được đó. Và bây giờ mình đi sao? Mình đi bằng tàu điện hả? Ừ, thì theo như cái bản đồ ở đây á, thì từ bây giờ mình đang ở Onnet nè. Bây giờ mình sẽ đi tàu điện tới trạm mua chip ở đây. Trạm cuối cùng luôn hả? Trạm hơi xa, nhưng mà cái trạm này rất là vui. Thì nó mở cửa từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều luôn. Thứ bảy thì rất là đông, mình nên đi cái chợ này ha. Nên cái chợ này là chợ trời lớn nhất Thái Lan đúng không? Đúng rồi. Tất cả cái gì bạn có thể kiếm được ở chợ chính xác. Được đó, thôi mình đi hốt hàng đi. Đi hốt hàng ha. Let's go. Có một mùa đông năm trước, ta về thành phố cao nguyên, thông xeo xì xào đan gió, bập bùng lửa hội không chiêng. Có một mùa đông lưu luyến, mắt tình lung luyến trên trao, thác ren lung linh hiền áo, mộng mơ từ tiết ngọt ngào. Cách thủ đô Bangkok 50 km. Em đi mua xa hiên diệu, bên màn sương sáng kín lối. Em kêu sao mấy độ mi miều, tình chân tay nói lời yêu. Sau một hồi đi thuyền nhấn sông Talichan, chúng ta dừng lại để cho cá ăn bánh mì nóng hổi. Sẽ đi khám phá Sarut.
có một mùa đông năm trước, ta về thành phố cao nguyên, thông xeo xì xào đan gió, bập bùng lữ hội công chiêng. Có một mùa đông lưu luyến, mắt tình lung luyến trên trao, thác ren lung linh hiền áo, mộng mơ từng tiết ngọt ngào. Em đi mua xa hiền diệu, bên màng sương sang kín lối. Em kia sao mấy độ mi miều, tình chân tay nói lời yêu. Em tinh khôi bên đồng hoa cậy, dịu dàng chân muốt trời cao. It's now. It's mighty delicious. Try some. Sẽ đi ba nơi, thứ nhất là đi Rhode Island. Sau đó chúng ta sẽ dừng ăn trưa ở Siloam. Và sau đó chúng ta sẽ đi chocolate village. Thì vì cái lịch trình nó khá là nhiều nơi như thế, chúng ta sẽ thuê một cái taxi cho riêng chúng ta. Cái nơi này là mới được xây dựng rất là đẹp theo kiến trúc châu Âu ha. Các bạn có thể thấy đây, chúng ta sẽ vào đây ăn trưa. Mời welcome.